Con kính lãnh lễ sư. Dạ mời Phật. Chào tất cả các vị. Chúng ta bắt đầu buổi học. Rồi trước khi học bài mới thì xin trả lời một số câu hỏi và hai câu hỏi của các cũ gửi trong đó. Câu hỏi của Phật tử là, thưa sư, một Phật tử hỏi là trường hợp có bà mẹ bị nằm bệnh nằm bệnh viện trường hợp có một người có bà mẹ bị bệnh nằm bệnh viện hôn mê sâu thở oxy, các con phải chăm sóc bà, bác sĩ nói cần phải chọc tủy. Nhưng khi sắp lấy tủy thì phát hiện chân bà bị tím, chắp chân từ chân. Các con xin bác sĩ rút ống thở đem bà về, cho bà mắc ở nhà. Trên đường về các con thay nhau bóp bún thở, về đến nhà bà nhìn xung quanh, các con vẫn tiếp tục bóp ống thở. Một lát sau kiểm tra lại thì thấy bà đã mất đi rồi. Người Phật tử hỏi như vậy có phạm tội giết mẹ hay không? Trước hết tôi coi chung với các vị học viên đó là cái nghiệp cũng như là cái giới ấy, thì nó phải có cái sự cố ý trong đó, giới phải do cái sự cố ý và cái sự cố ý ở đây hay là cái sở hữu tư đó, thì mình mới tạo ra cái nghiệp. Nếu mà trong cái trường hợp mà chúng ta lúc ông thở ra bởi vì cái đó là bác sĩ đã nói là không có thể chữa trị được và cần phải về nhà. Do khi mà đi về nhà đó thì bắt buộc phải rút ống thở để thay thế bằng một cái ống mà chúng ta có thể chúng ta bóp bằng tay thay vì bằng máy. Thì nếu trong trường hợp mà chúng ta không có cái ý định là chúng ta giết người đó, hay nói cách khác là chúng ta không có ý định để cho người đó chết sớm như là cái thời gian mà mình mong muốn á, chẳng hạn giống như một số người coi ngày giờ vân vân á, thì trong trường hợp đó thì hoàn toàn không có vấn đề gì gọi là phạm giới cũng như là tạo ác nghiệp. Còn một cái câu hỏi của đạo sĩ, các vị hoan nghị chờ tôi chút. Còn một cái câu hỏi, alo, các vị có nghe được không ạ? Nghe được. Dạ, bạch sư, dạ nghe. Dạ, được ạ. Còn một câu hỏi của một vị học viên tên là Đức Minh Ngạn á. Thì học viên này có chia sẻ về hai thắc mắc á. Thứ nhất về cái sự liên quan giữa giới và vi diệu pháp. Do vị này mới học vi diệu pháp lần đầu, nên chỉ tạm hiểu về cái tâm bất thiện và vi diệu pháp như sau. Tức là giới luật là những cái điều học để giữ cho thân thể khỏe mạnh, đầu óc sáng suốt, tâm trong sạch và cuộc sống đạo đức thọ mạnh. Nên trên cơ sở đó về ngũ giới thì nếu vi phạm giới sắc sanh vậy. Vi phạm giới sắc sanh vậy khi đó tâm bất thiện là tâm tham và sân đang vận hành. Tham một món nào đó, muốn chiếm hữu, muốn giành lấy là sẵn sàng sắc sanh. Để có được ví như của cải hay là thịt của chúng sinh đó à. Sân vì tức tối với ai đó, vì lý do gì đó đến nỗi phải giết họ mới thỏa mãn được. Và cứ như thế thì phạm giới là điều đang có trong tâm bất thiện, đang vận hành và sẽ đưa đến kết quả bất thiện khác, bao gồm cả về thân và tâm. Dạ thưa sư, con hiểu như thế mà nhận ra có sự liên kết giữa vi diệu pháp và giới luật là hợp lý chưa ạ? Con sư chỉ dạy thêm.
Và cái điều thứ hai thì Phật vì cũng của đạo của vị học viên là Đức Minh Ngạn, đó là cái sự liên quan giữa ví dụ pháp với việc hành thiền, giống như là khi có lý thuyết sẽ hỗ trợ cho việc thực hành. Ví dụ giống như người không có học gì nhiều thì khi đổ mồ hôi thì chỉ biết là trời nóng thôi, còn khi người có kiến thức rộng về nhiều lĩnh vực thì chỉ quan sát việc ra mồ hôi và sẽ nhận thấy do cơ thể đang giảm nhiệt để cân bằng nhiệt độ môi trường, hay là ra mồ hôi nhiều khu lao động nặng hơn là tốt hơn ra mồ hôi ít nhớ là đang bệnh, vân vân. Như vậy là do nhờ cái việc học ví dụ pháp nên khi ta hành thiền tứ niệm xứ, ta sẽ quan sát bốn cái niệm xứ đó để mà hiểu và biết được trên một phương diện hoàn toàn sâu và rộng hơn những ai không học, và thể nghiệm vô thường, khổ và vô ngã, hay là tứ diệu đế một cách lý giải sâu và rộng hơn. Con được nghe sư giảng ông Lai trả lời một lần rồi, và nay con suy tư ra như thế để hiểu được sự cần thiết và liên quan giữa ví dụ pháp với cuộc sống như thế, hợp lý không ạ? Tôi trả lời với anh học viên Đức Minh Ngạn đó. Là ở đây tôi không có nói là cái gì sự liên quan giữa ví dụ pháp và giới, hay là sự liên quan giữa ví dụ pháp và thiền, là bởi vì giới và thiền là một trong những cái vấn đề của ví dụ pháp, cho nên ở đây do vì giới và thiền là một trong những cái vấn đề của ví dụ pháp đề cập đến, cho nên chúng ta không có nói cái này nó liên quan cái kia, nó giống như là hai cái việc riêng biệt. Mà ở đây chúng ta học ví dụ pháp đó là để hiểu rõ hơn về giới, cũng giống như là chúng ta để hiểu rõ hơn về cái phương pháp tu thiền. Hay nói một cách khác, giống như tôi đã thưa với các vị khi giới thiệu cái môn ví dụ pháp này đó, là chúng ta học ví dụ pháp để mà chúng ta hiểu rõ lời Phật dạy ở trong kinh và luật. Ví dụ trường hợp của giới, đây chẳng hạn giống như là chúng ta học ở tạng kinh đó, thì chúng ta thấy rằng là một người nào phạm giới nó sẽ bị cái ác nghiệp như thế nào đó. Và khi mà chúng ta giữ giới sát sanh, chúng ta lấy ví dụ là giới sát sanh thì nó có 5 chi phần. Là khi chúng ta biết rằng đó là cái vật có thích tánh, rồi trước hết là chúng đó là một vật có thích tánh, và chúng ta biết nó có thích tánh, chúng ta cố ý giết, ráng sức giết và con vật đã chết. Như vậy là 5 chi phần của một người phạm giới sát sanh, ví dụ như vậy. Nhưng mà khi học ví dụ pháp đó, thì chúng ta hiểu thêm, chúng ta hiểu rõ hơn là khi mà một người mà khởi lên một cái ý định sát sanh thì khi đó người đó đã tạo một cái ác nghiệp. Rồi khi người đó chuẩn bị những công việc để sát sanh là người đó tạo ra một cái ác nghiệp. Rồi khi người đó cố gắng ra sức để giết hại con vật nào đó thì đã tạo một cái ác nghiệp. Và khi mà con vật đó đã chết nó là nó tạo ra cái ác nghiệp. Và khi hồi tưởng lại những cái ác nghiệp mình đã làm, mình vui thích với những cái việc bất thiện đó, nó là một cái ác nghiệp. Thì khi mà chúng ta học về ví dụ pháp đó, thì chúng ta hiểu rõ hơn rất là nhiều cái giai đoạn tạo nghiệp. Thật ra mà nói thì trong các cái bài kinh đó, thì Đức Phật Ngài đã dùng nhiều cái phương tiện, Ngài đã giải thích. Nhưng mà đôi khi vì cái bài kinh đó nó không có liên quan, do vậy mà Đức Phật Ngài chỉ nói chừng đó. Và trong khi mà chúng ta chỉ học cái bài kinh đó đó thì chúng ta không có đọc được cái bài kinh khác, và chúng ta không có thấy cái việc mà Đức Phật Ngài giải thích về cái ác nghiệp nó rộng hơn về của cái việc giới sát sanh. Và một người học ví dụ pháp đó, nó cũng giống như là chúng ta có cầm cái viết màu và chúng ta tô đậm một vài cái chỗ quan trọng để lưu ý. Và chúng ta học đó là do vì các ngài, các vị thánh tăng A-la-hán và các vị luận sư, các vị tinh thông giáo lý á, các ngài biết rằng là khi mà chúng ta học một cái bài kinh nào đó, đôi khi vì chúng ta thiếu hiểu chỗ này, chúng ta không có kiến thức chỗ kia, do vậy chúng ta không có hiểu cái bài kinh đó. Cho nên cái tạng ví dụ pháp á, là chỉ ra những cái mấu chốt, mà nhờ các cái mấu chốt đó mà chúng ta dễ dàng chúng ta học ở trong, chúng ta hiểu lên hơn lời Phật dạy. Ví dụ giống như là nói về thiền định thì chúng ta có hai cái cảnh mà hành giả thường tu tập, đó là cái cảnh chế định và cái cảnh chân đế. Và học ví dụ pháp á, thì chúng ta tìm hiểu rõ hơn là chế định là như thế nào và chân đế là như thế nào. Như vậy thì trở lại
là học cái diệu pháp á, ở đây tôi định nghĩa trong cái lớp học riêng này là cái môn học vi diệu pháp là để chúng ta hiểu rõ hơn về lời Phật dạy, hay nói một cách khác, hiểu rõ hơn về kinh và luật. Và học vi diệu pháp để hiểu rõ hơn về kinh và luật. Và do vậy khi mà chúng ta học vi diệu pháp đó, là chúng ta không nên rời kinh và luật. Bởi vì nếu mà chúng ta học vi diệu pháp mà rời kinh đó, đặc biệt là đặng kinh, thì rất có thể một số người nghĩ rằng là cái môn vị diệu pháp là cái môn riêng biệt. Và tôi cũng thưa với các vị Phật tử học viên đó là sở dĩ mà đôi khi chúng ta thấy rằng vị diệu pháp có những cái vấn đề xa lạ với tạng kinh là bởi vì chúng ta đang học vị diệu pháp ở đây là chúng ta học vị diệu pháp cái phần khái quát, mà nhờ cái phần khái quát này có thể đọc được tạng vị diệu pháp, chứ chúng ta chưa có học trực tiếp thẳng bộ vi diệu pháp nào hết, bởi vì học như vậy nó sẽ khó. Do vậy đó, cái thời gian mà những học viên học cái phần khái quát đó, thì các học viên đó thấy rằng tại vi diệu pháp đó giống như là một phần riêng biệt với tạng kinh, chứ thật ra đó là cái tạng vi diệu pháp đó là trình bày những cái vấn đề mà tạng kinh đề cập đến, mà đôi khi nếu không có qua cái hiểu của các vị thánh về phân tích đó, thì chúng ta không có hiểu được. Chẳng hạn giống như là ở trong tạng vi diệu pháp, như là cái bộ phân tích hay bộ pháp tụ vân vân đó, là cái bộ đầu và bộ thứ hai của tạng vi diệu pháp đó, là khi đó chúng ta sẽ học rằng là chúng ta sẽ học là tạng kinh với tạng vi diệu pháp song song. Như là một vị Đức Phật ngày dạy, một vị tỳ kheo tu tập thiền định, vị tỳ kheo đi dục đi cả ác bất thiện pháp, chứng phải trú thiền tầng thứ nhất, trạng thái hỷ lạc do ly dục sinh với tầm với tứ, ví dụ vậy. Thì khi đó bạn ví dụ pháp sẽ phải giải thích rằng là khi đó tầm trong cái tầng thiền thứ nhất là như thế nào, tứ trong tầng thiền như thứ nhất là như thế nào, vân vân. Thì khi đó chúng ta mới thấy rõ rằng là tại sao cần phải học ví dụ pháp. Còn phần lớn các học viên học ví dụ pháp đó là chúng ta không có điều kiện để học dài, là chúng ta chỉ có mấy cái học khái quát. Vậy khi mà chúng ta học khái quát thì chúng ta thấy chưa có đề cập đến những cái liên quan mật thiết giữa tạng kinh và tạng vi diệu pháp. Vì cái lý do đó cho nên khi mà tôi hướng dẫn cái lớp học này đó, là tôi cố gắng trong những trường hợp nào có được đó, là tôi đều nhắc lại cái tạng kinh, để các vị Phật tử luôn luôn phải nhớ rằng là học vi diệu pháp không có thể tách rời khỏi tạng kinh. Bởi vì tạng vi diệu pháp là để giải thích tạng kinh, mà nếu mà chúng ta tách rời tạng kinh thì chúng ta học vi diệu pháp để làm cái gì? Dạ. Thì đó là cái hai cái câu hỏi mà các vị Phật tử học viên gửi. Và bây giờ cái bài học ngày hôm nay thì trước khi bài mới đó, thì chúng ta ôn lại những phần đã học. Và đây là những cái phần mà căn bản ngày xưa khi ngày hòa thượng tịnh sự ngày dạy cho học viên đó, thì bắt thuộc hết. Nhưng mà khi mà tôi dạy đó thì tôi dạy các bạn này đòi sao? Trước hết đó là chúng ta có một cái khái niệm gọi là pháp. Ông là bài cũ chút. Là chúng ta có cái khái niệm gọi là pháp, tất cả là pháp nha. Từ cái pháp này á, chúng ta mới chia làm hai, là chân đế và tục đế. Trong tục đế này có hai, đó là các vị có thấy không ạ? Có thưa sư. Dạ, danh chế định. Chân chế định và nghĩa. Còn cái chân đế này đó, thì chúng ta có hai là vô vi rồi hữu vi. Thì trong hữu vi này đó, chúng ta có danh và sắc. Trong cái danh này đó, thì chúng ta có tâm và xã hữu.
trong cái tâm này chia theo địa bất thì chúng ta có bốn là dục, sắc giới, vô sắc giới, và siêu thế. Nhớ là siêu thế thì không có thêm chữ giới nữa nha. Chữ giới nó là được dịch từ chữ avacara. Avacara. Và dục giới là kama avacara. Chắc là rupa. Là còn vô sắc là arupa. Nhưng mà siêu thế đó là chỉ là Lokuttara thôi, chứ không có cộng chữ avacara này dùng đây. Và chữ avacara chính là chúng ta dịch chữ giới. Trong phần này chúng ta sau này bằng thêm vậy trong cái tâm siêu thế. Do vậy phần cái tâm này nó chia ra làm bốn, là dục giới, sắc giới, vô sắc giới và siêu thế. Ví dụ hôm nay chúng ta ôn như thế này. Pháp thì chia làm hai chân đế, chia có hai là chân đế và tục đế. Tục đế thì chia có hai là danh giới định và nghĩa giới định. Còn chân đế nó thì gồm có chân đế vô vi và hữu vi. Chân đế hữu vi thì gồm có danh và sắc. Danh thì gồm có hai, tâm và sở hữu. Tâm thì chia theo địa vức thì gồm có bốn. Tâm dục giới, tâm sắc giới, tâm vô sắc giới và tâm siêu thế. Rồi các vị Phật tử nào, có vị nào mà có thể nhớ bài mà tự chia lại được không? Có vị nào xưng phong lên đưa bàn tay lên để tôi xem coi. Có vị nào có thể mà nhớ bài có thể chia lại được không? Đầu tiên á, tất cả gọi là pháp. Pháp chia ra có hai. Pháp tục đế, trước đi pháp tục đế và pháp chân đế. Pháp tục đế chia ra có hai, tức là danh giới định và nghĩa giới định. Còn cái pháp chân đế đó thì chia ra có hai, chân đế hữu vi và chân đế vô vi. Chân đế hữu vi đó thì chia có hai, danh và sắc. Danh chia có hai là tâm và sở hữu. Tâm chia theo địa vức có bốn là dục giới, sắc giới, vô sắc giới và siêu thế. Dạ xin mời vị Phật tử là Quyền Lê hả? Dạ Quyền Lê. Quyền Lê. Dạ. Dạ. Dạ thưa sư, con chia. Dạ. Tất cả là pháp. Dạ. Sư có nghe không ạ? Dạ nghe rõ. Dạ con chia. Tất cả là pháp, pháp chia dạ. Làm hai. Pháp chân đế, pháp tục đế. Dạ. Pháp chân đế chia làm hai. Chân đế vô vi, chân đế hữu vi. Yeah. Chân đế hữu vi chia làm hai. À, sắc pháp, danh pháp. Yeah. Danh pháp. Trước sắc sau dịch hay. Dạ. Yeah. 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 Danh pháp, sắc pháp. Danh yeah. Pháp, danh chia làm hai, sở hữu tâm và tâm. Tâm và sở hữu tâm. Tâm và sở hữu tâm, tâm chia làm hai. Tâm dục giới và tâm tâm siêu thế. Tâm chia theo địa vức có bốn chứ không phải hai nữa. Cuối dạ. Cùng là bốn. Dạ, tâm chia là bốn ạ. Dạ, dục dạ. Giới. Tâm dục giới, tâm vô sắc giới. Dục tâm giới, sắc giới. Sắc giới, tâm vô sắc giới và tâm siêu thế. Dạ, dạ, cảm ơn. Dạ, cảm ơn. Dạ. À, xin mời nha. Xin mời thêm Phật tử Lâm Thị Nương. Lâm Thị Nương chia bát. Dạ, bà sư. À, bà sư, pháp tất cả đều là pháp. Pháp có hai. Yeah. Chân đế và tục đế. Tục đế yeah. Hai là danh chế định và nghĩa chế định. Yeah. Chân đế chia làm hai, vô vi và hữu vi. Yeah. Hữu vi được chia làm hai, đó là danh và sắc. Danh yeah. Được chia làm hai, đó là tâm và sở hữu tâm. Tâm yeah. Theo chia theo địa vức có bốn. Yeah. Đó là dục giới, sắc giới, vô sắc giới và siêu thế. Và sư hơi dạ, rất tốt cô, rất tốt.
Mày mời tiếp theo vị Phật tử vừa rồi là cô Nương hả? Giờ cô Diệu Bảo, cô tu nữ Diệu Bảo. Dạ, con xin đọc. Dạ. Tất cả là pháp. Pháp chia có hai, pháp chân đế và pháp tục đế. Pháp tục đế chia ra là hai, là danh chế định và nghĩa chế định. Dạ. Pháp chân đế chia ra hai là pháp vô vi và pháp hữu vi. Dạ. Dạ, pháp hữu vi chia hai là có danh và sắc. Dạ. Danh chia ra có hai là tâm và sở hữu tâm. Dạ. Dạ. Tâm chia ra theo địa vức có bốn. Dạ. Dục giới, sắc giới, vô sắc giới và siêu thế. Con xin hết. Dạ, rất tốt cô. Dạ, vị Phật tử kế tiếp cô. Thưa sư, để con mời cho thưa sư. Dạ, mời cô Nhung giúp đồng sen. Dạ. Mời Phật tử Trần Thị Hoa. Dạ, con thưa sư ạ. Pháp, tất cả các pháp. Pháp dạ. Chưa là pháp chân đế, pháp tục đế. Pháp, yeah. Pháp tục đế thì có danh chế định, nghĩa chế định. Yeah. Chân đế thì có vô vi và hữu vi ạ. Yeah. Pháp hữu vi thì chia ra làm hai là có là danh và sắc ạ. Yeah. Danh chia ra làm hai là có tâm và sở hữu ạ. Yeah. Tâm chia ra mức có bốn là dục giới, sắc giới, vô sắc giới và siêu thế ạ. Dạ, dạ, tốt cô. Sao thú. Mời đạo hữu Chi Ai Bát lên chia pháp ạ. Dạ, con kính chào sư ạ. Dạ, con xin đọc. Tất cả đều là pháp. Pháp kia có hai. Pháp tục đế và pháp chân đế. Pháp tục đế là có hai. Danh chế định và nghĩa chế định. Pháp chân đế chi có hai. Pháp chân đế hữu vi và chân đế vô vi. Chân đế hữu vi chia có hai là tâm và tâm sở. Tâm chia làm bốn. Vức là dục giới, sắc giới, vô sắc giới và siêu thế ạ. Dạ, 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 cảm ơn cô. Sa thú. Mời đạo hữu Tuyết Ngọc lên chia pháp ạ. Dạ, con chào sư. Tất cả đều là pháp. Pháp chia làm hai gồm có chân đế và tục đế. Tục đế gồm có danh chế định và nghĩa chế định. Chân đế chia làm hai là hữu vi và vô vi. Hữu vi chia làm hai là danh và sắc. Danh gồm có tâm và sở hữu tâm. Tâm có địa vức có bốn là dục giới, sắc giới, vô sắc giới và siêu thế. Dạ, con xin hết. Dạ, tốt cô. Dạ. Sa thú. Mời đạo hữu Giả Quỷ Nguyên Giang lên chia pháp ạ. Mời Giả Quỷ Nguyên Giang lên chia pháp ạ. Dạ, con đảnh lễ sư ạ. Nghe chưa chị Nhung ơi? Sa thú nghe rồi. Dạ. Tất cả đều là pháp. Trong pháp chia có hai là tục đế và chân đế. Trong tục đế chia hai là danh chế định và nghĩa chế định. Trong chân đế chia hai là pháp hữu vi và pháp vô vi. Trong pháp hữu vi chia hai là danh và sắc. Trong danh chia hai phần là tâm và sở hữu tâm. Trong tâm chia làm bốn địa vức gồm dục giới, sắc giới, vô sắc giới và tâm siêu thế. Dạ, con xin hát. Sa thú. Mời đạo hữu Thanh Hoàng lên chia pháp ạ. Con kính đảnh lễ sư ạ. Con chào cả nhà. Con xin chia pháp ạ. Pháp tất cả đều là pháp ạ. Pháp chia có hai ạ, là tục đế và chân đế ạ. Pháp tục đế gồm có danh chế định và sắc chế định ạ. Và nghĩa chế định, danh chế định và nghĩa chế định. Và nghĩa chế định, chân đế thì có hai là pháp vô vi và hữu vi ạ. Pháp hữu vi thì chia làm hai là có danh và sắc ạ. Danh và sắc ạ. Thì được chia làm hai là có tâm và sở hữu tâm ạ. Và được chia làm bốn địa vức là sắc giới, vô sắc giới, dục giới, sắc giới,
giới, vô sắc giới và tâm siêu thế ạ. Con xin hết ạ. Dạ dạ. Đã xa thố, xa thố. À, xin cảm phiền những đạo hữu mà đã chia pháp rồi. Xin đặt bàn tay xuống để đừng có bị lộn ạ. Dạ, xin mời tiếp là đạo hữu Hảo Nguyễn lên chia pháp ạ. Mời đạo hữu Hảo Nguyễn ạ. Nếu mà có những Phật tử học viên nào không nghe thì cũng mời tiếp. Dạ, mời đạo hữu Viriya Tấn Thiện lên chia pháp ạ. Con xin đảnh lễ sư ạ. Cho con trả lời là pháp, tất cả là pháp, gồm có pháp chánh đế, pháp tục đế. Dạ. Pháp tục đế thì có danh chế định và nghĩa chế định. Dạ. Pháp chánh đế thì gồm có pháp vô vi và pháp hữu vi. Dạ. Pháp hữu vi thì gồm có danh pháp và sắc pháp. Trong danh pháp thì có tâm và sở hữu tâm. Trong tâm thì có là tâm dục giới, tâm sắc giới, vô sắc giới và tâm siêu thể. Dạ, con xin hết, xin tri ân sư. Con nghĩ là rất nhiều vị học viên đều chia pháp được. Dạ, mời đạo hữu Lập Trần lên chia pháp ạ. Dạ, con thưa sư ạ, con xin chia pháp ạ. Con thưa sư ạ, pháp, tất cả là pháp ạ. Pháp được chia làm hai là phần chân đế và phần tục đế. Phần tục đế có hai, chia làm hai là danh chế định và nghĩa chế định ạ. Phần chân đế được chia làm hai là pháp vô vi và pháp hữu vi. Pháp hữu vi được chia làm hai là phần danh và phần sắc ạ. Phần danh được chia làm hai là phần tâm và sở hữu tâm. Tâm được chia làm bốn địa phương là dục giới, sắc giới và vô sắc giới và tâm siêu thế. Thưa sư, con xin hết ạ. Dạ, rất tốt cô. Xà thú, xà thú. Mời đạo hữu Phi Sương lên chia pháp ạ. Dạ, thưa sư, con xin chia pháp ạ. Dạ, thưa sư, con học là tất cả là đều là pháp, được chia làm chân đế và tục đế. Tục đế thì có danh chế định và nghĩa chế định. Còn chân đế thì mình chia ra là hữu vi và vô vi. Trong hữu vi thì có danh và sắc. Trong danh thì có tâm, có chia ra là tâm và sở hữu tâm. Tâm thì được chia ra làm bốn cái địa vức, đó là tâm dục giới, tâm sắc giới, tâm vô sắc giới và tâm siêu thế. Dạ, rất tốt. Dạ. Sa thú, sa thú. Mời đạo hữu Loan Liễu Thăm Má Năn Đi lên chia pháp ạ. Dạ, con thưa sư, con xin chia pháp ạ. Tất cả đều là pháp. Pháp được chia làm hai, chân đế và tục đế. Tục đế được chia làm hai là danh chế định và nghĩa chế định. Chân đế được chia làm hai là pháp vô vi và pháp hữu vi. Pháp hữu vi được chia làm hai là danh và sắc. Danh được chia làm hai là tâm và sở hữu tâm. Tâm và sở hữu tâm gồm có bốn địa phương là dục giới, sắc giới, vô sắc giới và tâm siêu thế ạ. Dạ dạ, rất tốt. Xà thú, xà thú. Mời đạo hữu Tuyết Ngọc lên chia pháp ạ. Ồ, nói rồi Nhung ơi, quên. Dạ, xà thú. Dạ, mời đạo hữu Hoa Nguyễn lên chia pháp ạ. Dạ, con xin chia pháp. Tất cả đều là pháp. Pháp chia được chia làm hai, pháp tục đế và chân đế. Tục đế gồm danh chế định và nghĩa chế định. Pháp chân đế gồm pháp vô vi và pháp hữu vi. Pháp vô vi là niết bàn, pháp hữu vi là danh pháp và sắc pháp. Danh pháp được chia làm hai, tâm và sở hữu tâm. Tâm được chia theo địa bước gồm có bốn là tâm dục giới, tâm sắc giới, tâm vô sắc giới và tâm siêu thế. Dạ, con xin hết. Dạ, dạ. Xa thú, xa thú. Dạ, thư sư hết, bàn tay giơ lên. Dạ, dạ. Thật ra thì bây giờ cũng hoan hỷ là các vị học viên đều có thể chia pháp được. Nhưng mà do vì cái thời gian chúng ta không có, mà nếu mà hết đó, thì vì sợ không có đủ thời giờ. Nhưng mà khi mà chúng ta học thuộc lòng như vậy đó, thứ nhất là mình để mình, cái bài học đó, mình biết mình đang học ở đâu. Và khi mà học học ví dụ pháp đó là cái quan trọng đó, thì phải có cái gồm pháp và chi pháp. Đây là cái điều đặc biệt mà khi mà ngày Hòa Thượng thực sự ngày dạy cho các vị học trò này cũng dạy như vậy. Tức là bây giờ chúng ta chia rồi mai mốt rồi chúng ta gom lại để nó có một cái
lợi ích trong cái việc mà chúng ta hiểu pháp rất là cần thiết. Và bây giờ cái bài học tiếp theo, bài học ngày hôm nay đó là bài học chúng ta học về cái tâm, học về cái tâm kế tiếp, đó là chính là cái tâm, cái tâm sắc giới. Cái tâm sắc giới á, ở trong cái bản niên chi pháp, tâm sắc giới chính là cái phần tâm này. Còn hai cái tâm chấm mờ mờ này á, thì đó là hai tâm thông sau này chúng ta học ở trong cái lộ trình tâm. Chúng ta quên hai cái dòng chấm mờ mờ này. Trước hết đó, thì khi mà tâm mà chia theo điều bất á, thì các vị thấy có bốn, tức là dục giới, sắc giới, giới vô sắc giới và siêu thế. Thì cái tâm dục giới á, tức là cái tâm mà nó biết ở trong cái cảnh ngũ dục, cảnh sắc, cảnh thân, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, rồi cảnh pháp. Cái cảnh pháp đó cũng là cái hình ảnh chụp lại, cạn lại của ngũ dục. Còn sở dĩ mà gọi là cái tâm sắc giới đó là do vì cái tâm này á, là không có biết cái, không có nghĩ đến cái cảnh ngũ dục, mà cái tâm này đó là nghĩ đến cái cảnh, cái tâm này biết về cái cảnh thiền sắc giới, cho nên cái tâm, những cái tâm này đó gọi là cái tâm sắc giới. Và ở đây nó có một cái khoảng cách rất là lớn giữa cái dục giới và sắc giới, đó là với một chúng sinh mà với một cái tâm xuất ly, một cái tâm ly dục khỏi các cái ái luyến trong các cái cảnh sắc, thinh khí, vị và xúc, và vị này hướng đến một cái hạnh phúc cao hơn, đó là một cái hạnh phúc ly dục. Và để đạt được cái hạnh phúc này đó, thì vị đó trước hết đó là phải giữ cho cái tâm của mình nó thanh tịnh. Và trên cái nền tảng thanh tịnh đó, vị này tu tập một trong những cái pháp môn gọi là cái pháp môn thiền định. Và nhờ các cái pháp môn thiền định đó mà vị này chứng được định. Đây là cái quá trình tu tập của cái tâm sắc giới. Như vậy cái điều kiện tiên quyết để một người có thể thực tập được cái thiền sắc giới đó là người này phải sống với cái tâm hồn ly dục. Ở trong cái đời sống của chúng sinh ở cái cõi dục giới đó, là những cái gì mà chúng ta mong muốn, những cái gì mà chúng ta xem là cái niềm vui, cái hạnh phúc, thì những cái đó, đó là nó đều là những cái cảnh này, cảnh khác của ngũ dục. Chẳng hạn giống như là nói về cái niềm vui của mỗi người đó, thì nó sai biệt nhau. Nhưng mà có như thế nào đi nữa đó, thì chúng sinh ở trong cảnh dục đó, cái gì mà chúng ta quan niệm là hạnh phúc, quan niệm là niềm vui, vân vân đó, thì những cái thứ đó nó chỉ xung quanh ở cái cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, hoặc là cái cảnh pháp, thì cái cảnh pháp đó chính là năm cái cảnh kia hồi tưởng lại thôi. Thì chúng sinh ở trong cái cảnh dục á, sống, nếu mà nói là cái hạnh phúc của chúng sinh cõi dục á, thì cái hạnh phúc đó nó cũng không có ra ngoài được cái ngũ dục. Còn có một cái loại hạnh phúc khác lớn hơn, cao thượng hơn, thì cái hạnh phúc đó gọi là cái hạnh phúc ly dục mà có. Và để hiểu được phần nào cái hạnh phúc ly dục này nữa, thì
nó có những cái trường hợp. Thứ nhất là có những chúng sinh mà khi họ sinh ra đời, họ vốn được tu rất là nhiều, tu thiền rất là nhiều ở trong đời quá khứ. Và do vậy khi mà họ sinh ra cái cõi dục giới này, lấy ví dụ giống như là chư Phạm Thiên ở cái cõi trời sắc giới, do vì trong một cái thời gian rất là dài, họ sống trong cái hạnh phúc thiền định. Và do vậy khi mà họ sanh xuống cái cõi dục, thì họ cũng bằng một cái thói quen sống thiện pháp. Mà cái thiện pháp ở đây nó tức là những cái thiện sắc giới đó. Do vậy đó, họ sinh ra đời, họ vốn là người ít có dục vọng. Và trên cái nền tảng đó, đó thì họ tiếp tục, họ đi lại cái con đường cũ là họ thực tập thiền định để chứng các cái tầng thiền sắc giới. Cái trường hợp thứ hai, đó là một người sinh ra mà may mắn, họ gặp được các cái bậc gọi là, các cái bậc trong kinh gọi là các cái bậc chân nhân, yeah, hay là các cái bậc thánh nhân. Thì nhờ cái trí tuệ học Phật Pháp mà họ quyết tâm họ tu tập bằng nhiều cách khác nhau để họ tiến xa trên con đường tu tập, và nhất là một cái cấp độ cao hơn của cái nhận thức. Ví dụ giống như là một người sinh ra đời đó thì cũng có những cái tham luyến trong ngũ dục, nhưng mà nhờ là họ chuyên tâm họ tu tập, chẳng hạn giống như họ tránh đến cái môi trường mà có nhiều cái cám dỗ như là cái sắc đẹp, tiếng hay, vị thơm vân vân, và nhờ trên cái nền tảng quán chiếu hoàn tuệ đó đó mà họ có được một cái đời sống ly dục. Thật ra thì trước hết là nói về cái thiền này á, cái định nghĩa chữ thiền trong cái chữ Pali đó, từ cái chữ gọi là cái chữ Chana. Chị Chan á, Chan á, mà chúng ta phiên âm thôi nha, chúng ta phiên âm là thiền na, thiền na, và nói gọn lại là thiền, yeah. Và chữ này là cái chữ phiên âm thôi, và cái chữ Chan á này đó, nó có nghĩa là một cái pháp gì mà nó có khả năng đối trị lại những cái pháp đối lập, thì cái pháp đó được gọi là thiền. Chana tức là cái chana tức là một pháp gì mà có khả năng đối trị lại cái pháp đối lập, thì cái pháp đó gọi là chana hay gọi là thiền. Và do vì ở đây nói về cái tâm thiền thiện sắc giới, cho nên cái pháp đối lập mà thì phải là cái bất thiện. Tại vì thiền đó là pháp thiện, cho nên nói về cái pháp đối lập của thiền ở đây đó, thì chúng ta phải hiểu rằng cái pháp đối lập đó là pháp bất thiện. Nhưng mà do vì thiền ở đây là cái thiền sắc giới, cho nên chỉ cần một người mà có khả năng đối lập lại năm thiền não thô thiển mà cái tâm trí của một chúng sinh phàm phu, thì chỉ cần đủ cái khả năng áp chế năm cái loại phiền não thô thiển này thì vị đó đã có khả năng chứng được cái tầng thiền sắc giới, chứ không phải diệt toàn bộ các cái loại phiền não. Và ở đây có một vấn đề rất là quan trọng, đó là cái thiền này có trước khi Đức Phật này ra đời, chứ không phải chỉ có thời Đức Phật mới có nha. Các vị Phật tử học viên ở đây nhớ là cái thiền sắc giới hay là cái thiền vô sắc giới, thì cái thiền này là có trước khi Đức Phật ra đời, và cũng như sau này khi mà Phật Pháp không còn thì vẫn có những chúng sinh có thể tu chứng, tự khả năng có thể tu chứng cái thiền định này. Và khi mà Đức Phật ngày ra đời, ngày thuyết pháp độ sinh á, thì ngài cũng dạy cái pháp tu thiền này. Và nói về cái phương diện tu chứng á, thì giữa một vị đạo sĩ không tu theo Phật giáo tu thì sơ thiền, đắc được cái tầng thiền thứ nhất, ngày thứ hai, thứ ba, vân vân,
thì nói về cái trạng thái thiền định đó, nó cũng giống như là cái phương pháp thiền định mà Đức Phật Ngài dạy. Nhưng chỉ có khác một điều là cái thiền mà Đức Phật Ngài dạy đó, đó là cái thiền đó sở dĩ mà cái giá trị quan trọng mà Đức Phật Ngài dạy, cái thiền sắc giới, là do vì cái tầng thiền này có khả năng áp chế được năm triền cái. Và trong năm triền cái đó quan trọng đó là cái thiền này đó là giúp chúng sinh có được một cái tâm hồn thoát tục là ly dục. Do vậy điều đó là cái điều then chốt mà Đức Phật Ngài dạy. Còn đối với một số cái thời kỳ mà không có Phật Pháp á, cái thời kỳ không có chư vị thánh nhân á, thì chúng sinh phàm phu á, những chúng sinh thượng đẳng, do vì cái phước báo ở trong đời quá khứ, như là những vị trời phạm thiên từ ở trên cái cõi trời trên mà sanh xuống, thì các vị này cũng tu thiền, cũng chứng đắc cái tầng thiền, nhưng mà các vị này lại lấy cái hạnh phúc của thiền định làm cái cứu cánh trong cái đời sống. Và những chúng sinh này đó thì xem cái thiền định đó là cái hạnh phúc mà mình cần có được, và vị này đã chấp thủ vào cái gì mà mình sợ đắc. Và chính vì cái sự chấp thủ vào các cái thần thiền đó, cho nên là trong cái thời kỳ không có chư thánh nhân thì chúng sinh phàm phu á, trong cái thời kỳ không có vị Phật toàn giác ra đời hay là vị Phật độc giác á, thì chúng sinh phàm phu á, không đủ tự khả năng giải thoát khỏi cái vòng sinh tử luân hồi, mà chỉ có khả năng đạt đến cái tầng thiền sắc và vô sắc thôi. Là do vì cái khả năng phàm phu á, khi mà chứng đạt được các cái tầng thiền này thì xem các cái tầng thiền này là cứu cánh, chứ không thấy ra được rằng không thấy ra được cái giới hạn của cái sắc giới và vô sắc giới. Còn Đức Phật á, thì Ngài cũng dạy đến cái thiền sắc giới này, nhưng mà sở dĩ mà Đức Phật Ngài dạy như tôi vừa thưa các vị là cái lợi ích lớn nhất á, là cái khả năng là cái khả năng ly dục, chứ không phải là cái hạnh phúc của cái thiền định đó, mà cái quan trọng đó là cái khả năng áp chế các cái thiền não này. Và chính cái điều đó đó mà cái định của trong Phật giáo đó, cái định đó nó sẽ làm cái nền tảng cho tuệ. Và ở đây chúng ta trở lại cái vai trò của giới định tuệ. Cái giới á, tức là cái khả năng ngăn ngừa cái phiền não qua thân và khẩu thôi, chứ không có giữ được cái phiền não ở ý. Chúng ta chỉ ngăn được có hai, tức là thân và khẩu. Giống như là chúng ta giữ giới sát sanh, trộm cắp, tà dâm thì đó thuộc về thân, rồi nói dối thuộc về khẩu, chúng ta chỉ giữ được cái mức độ đó, còn trong cái tâm mình thì không có giữ được. Và cái giới đó, đó là có nhờ cái giới đó nhưng chúng sinh nó được ngăn ngừa rất là nhiều cái ác nghiệp, và cũng nhờ cái giới này mà chúng sinh nó tránh xa vào bốn cái khổ cảnh, bốn cái đọa xứ. Nhưng mà tiến xa hơn nữa đó, nói những cái phiền não mà còn hiện diện ở trong tâm thì giới không có làm được. Thì khi đó cái vai trò thứ hai nó là vai trò của định. Định ở đây chính là sắc giới và vô sắc giới. Thì với một người mà chứng thiền, tu tập cái thiền, chứng được cái thiền sắc giới và vô sắc giới này, thì tạm thời trong cái thời gian đó là những cái phiền não thô thiển bị áp chế. Và trong kinh ví dụ rằng giống như là viên đá, cỏ mà bị viên đá nó đè lên không có sinh trưởng được. Tuy vậy thì cái khả năng của phàm phu thì chỉ mới có cái gọi là cái áp chế đối trị với phiền não thôi, chứ chưa có khả năng dứt trừ phiền não hoàn toàn, mà đó là cái giai đoạn thứ ba, là cái giai đoạn của tuệ. Thì nếu mà giới nó để ngăn ngừa không cho chúng sinh rơi vào bốn cái đọa xứ, bốn khổ cảnh, thì cái định, cái thiền này thì giúp chúng sinh nó vượt thoát khỏi cái dục giới. Cái thiền sắc giới nó giúp chúng sinh thoát khỏi cái dục giới. Rồi cái thiền sắc giới đó thì giúp chúng sinh là thoát khỏi cái cái thiền vô sắc giới đó thì giúp chúng sinh thoát khỏi được cái sắc giới. Còn cái siêu thế đó thì giúp cho chúng sinh thoát khỏi cả ba giới này là tam giới, tức là thoát khỏi cái vòng sinh tử luân hồi. Nhưng mà ở đây có một điều chúng ta lưu ý là đối với cái
tầng thiền sắc giới và vô sắc giới đó, thì muốn chứng được vô sắc đó, thì người đó phải chứng được sắc giới, chứ không có nhảy bậc. Tức là một người từ dục giới chưa có chứng thiền không có thể tu được cái thiền vô sắc giới, mà cái thiền vô sắc giới chỉ có được khi một chúng sinh đã tu tập được cái thiền sắc giới. Tuy nhiên cái thiền siêu thế nó thì không có như vậy, tức là một chúng sinh không có tu tập thiền sắc và vô sắc vẫn có thể tu tập thiền quán mà chứng hẳn vào chứng được cái tầng thiền siêu thế. Tương tự đối với thiền thiền sắc cũng vậy, nếu một người nào mà chứng sơ thiền, vì đó dừng lại ở sơ thiền, vì đó cũng có thể tu tập cái thiền siêu thế chứ không có theo thứ bậc. Nhưng mà đối với cái thiền hiệp thế, tức là cái thiền sắc giới và cái thiền vô sắc giới đó, thì bắt buộc phải theo cái thứ bậc. Tức là một người chứng được sơ, muốn chứng được nhị thiền thì người đó phải chứng được sơ thiền, muốn chứng được tam thiền thì người đó phải chứng được nhị thiền, vân vân, phải theo thứ bậc như vậy cho đến cái bậc thiền cao nhất là cái bậc thiền vô sắc giới. Và do vì cái sự khác biệt, do vì cái sự khác biệt của cái thiền, của cái thiền của chư thánh nhân và cái thiền của phàm phu á, cho nên các vị Phật tử chúng ta đọc đọc lịch sử Phật á, thì chúng ta phải chú ý cái điều này. Bởi vì tôi nói chúng ta học vi diệu pháp là chúng ta luôn luôn phải cố gắng và phải gắn liền với tạng kinh. Và cái tạng vi diệu pháp là chúng ta học là nhằm để giải thích cái tạng kinh. Và ở đây chúng tôi muốn nhắc đến cái câu chuyện về cái tiểu sử Đức Phật. Là các vị Phật tử ở đây chúng ta nhớ là khi mà Đức Phật ngày lúc này còn nhỏ, mới có 7 tuổi đó, thì một lần đó, ngày theo vua cha, ngày đi ra làm coi cái lễ hạ điền á, thì trong khi mà mọi người đang vui chơi hội hè như vậy đó, thì những vị cung nữ mà giữ Bồ Tát á, thì các vị đó cũng thấy người ta chơi, là cũng để Bồ Tát ngồi dưới gốc cây, rồi cũng chạy cũng gần gần đó đi chơi dầm chừng vậy thôi. Rồi trong khi đó Bồ Tát á, ngồi lại một mình dưới gốc cây á, bằng cái năng lực ba la mật từ vô lượng kiếp, và đã đến lúc chín mùi chuẩn bị trở thành một vị Phật. Thì với một cái năng lực đó, với một người như vậy đó, thì ngay lúc đó Đức Bồ Tát này thấy ra rằng là những cái thú vui mọi người chơi hội hè vân vân á, ngày nhàm chán. Ngày nhàm chán. Thì cái lúc cái nhàm chán đó gọi là cái ly dục. Và bằng cái năng lực tu tập ba la mật từ rất là nhiều kiếp đó, từ 20 tăng kỳ và 100.000 đại kiếp đó, trên cái nền tảng ly dục đó, Bồ Tát định tâm và hơi thở và chứng được sơ thiền. Và chứng được sơ thiền. Nhưng mà khi mà Bồ Tát còn nhỏ và cái thời gian ngày tu thiền thì nó ngắn ngủi. Khi mà mọi mấy các vị cung nữ trở lại và Đức Vua Tịnh Phạn trở lại gặp Bồ Tát đang tu thiền như vậy, mọi người làm trộn rộn, rồi Đức Bồ Tát này bỏ cái thiền đó luôn. Giống như là một cái giây phút bất chợt của một đứa trẻ, rồi sau đó không có quyết tâm tu tập luôn, ngày chỉ đứng sơ thiền. Rồi cái sơ thiền đó sau đó nó hoại, bởi vì ngày không có tiếp tục. Rồi sau đó đó, Đức Bồ Tát ngày đi ngày xuất gia. Ngày xuất gia thì khi mà ngày đi tìm đạo đó, thì ngày gặp lại, ngày có gặp hai vị thầy đã chứng thiền định. Và hai vị thầy này, một vị thì dạy cho ngày đến cái tầng thiền vô sở hữu xứ, tức là cái tầng thiền kế cận cái tầng thiền cao nhất, cái tầng thiền thứ ba của cái tầng thiền vô sắc. Và vị thầy thứ tư thì dạy cho ngài chứng được cái vô sắc. Nhưng mà khi mà Bồ Tát chứng thiền vô sắc rồi đó, thì ngài nhận ra rằng đây chưa phải là cái con đường giải thoát hoàn toàn. Do vậy mà Đức Bồ Tát ngài bỏ cái con đường đó và ngài đi tìm một cái phương pháp khác, đó là ngài tu khổ hạnh. Nhưng mà ở đây có một cái điểm lưu ý, sau khi Đức Bồ Tát ngài trải qua cái thời gian 6 năm khổ hạnh á, ngài không thấy kết quả, mà chỉ càng làm ngày càng lúc là ngày suy kiệt về cái thể xác cũng như là tinh thần trí tuệ đó, thì là đờ đẫn luôn, mà bởi vì cái trong cái thân thể bạc nhược. Và do đó Đức Phật đó, ngày từ bỏ cái con đường khổ hạnh, mà lúc đó ngày mới nhớ lại. Mà ngày nhớ lại lúc nào? Ngày lại không nhớ lại cái lúc mà ngày được chứng cái tầng thiền cao vô sắc, mà ngài lại nhớ cái lúc mà ngài chứng sơ thiền. Tại sao là như vậy? Mặc dù để chứng được tầng thiền vô sắc
là Đức Bồ Tát ngài phải chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền. Rồi từ cái ngũ thiền đó ngài mới chứng được cái không vô biên xứ, tức vô biên xứ, rồi vô sở hữu xứ, phi tưởng thì phi tưởng xứ. Tức là để chứng được hai cái tầng thiền sau cùng cao nhất của vô sắc đó, thì Đức Bồ Tát đó, ngài phải chứng cái sơ thiền đầu tiên nha. Và cái vô sắc đó là cái thiền định cao nhất của hiệp thế. Nhưng mà khi mà sau cái thời gian khổ hạnh đó, thì Đức Bồ Tát ngài lại không nhớ cái giai đoạn cao nhất mà ngài chứng cái thiền hiệp thế, mà ngài lại nhớ cái giai đoạn thấp nhất mà ngài chứng cái thiền, cái sơ thiền. Là bởi vì khi đó, đó Đức Bồ Tát đó, ngài chứng sơ thiền bằng một cái thái độ ly dục. Mặc dù sau đó, đó ngài cũng chứng thiền bằng cái đó, nhưng mà cái hạnh phúc ban đầu mà Đức Bồ Tát ngài cảm nhận được đó, đó là hạnh phúc của một người giải thoát khỏi cái ly dục. À, nó khác với cái thái độ mà một người hạnh phúc với cái thiền định, cái an lạc thiền định mà đem lại. Đó chính là một cái lý do mà khi mà Đức Bồ Tát ngài từ bỏ cái con đường khổ hạnh thì ngài lại nhớ là cái thời gian mà ngài tu sơ thiền kia. Do đó là cái thiền Phật giáo ấy, nó có cái khi mà Đức Phật ngài dạy về cái thiền sắc giới và cái thiền vô sắc giới đó, nó khác với các vị đạo sĩ chứng thiền là ở cái chỗ này. Và bên cạnh đó, đó nói về cái đề mục tu thiền sắc giới ấy, thì có tất cả là 40 cái đề mục để tu tập thiền sắc giới. Và trong 40 đề mục này có những cái đề mục là tu từ sơ thiền hướng dẫn chứng đến ngũ thiền. Còn trong khi đó nó có những cái đề mục là chỉ có chứng được sơ thiền thôi. Rồi trong đó nó có những cái đề mục lại là không chứng được thiền mà chỉ giúp cho được cái tâm gần chứng được thiền, tức là cái tâm cận định. Và những cái đề mục thiền định mà Đức Phật ngài dạy trong cái thời kỳ mà Phật giáo, trong thời kỳ mà có vị chánh đẳng chánh giác ra đời đó, thì Đức Phật ngài thêm một số cái đề mục trong 40 cái đề mục này mà trước khi Phật ra đời không có. Chẳng hạn giống như là tu tập về quán thân bất tịnh, tu tập về quán tử thi. Thì những cái đề mục này cũng là đề mục thiền chỉ, nhưng mà những cái đề mục này không có trong cái thời kỳ có vị Phật, mà cái thời kỳ mà không có vị Phật thì chúng sinh phàm phu là tu vào các cái đề mục như là đất nước lửa gió, hay là đề mục xanh vàng đỏ trắng vân vân. Và những cái đề mục như đất nước lửa gió hay xanh vàng đỏ trắng thì những cái đề mục nó có thể chứng được từ sơ thiền đến ngũ thiền. Còn những cái đề mục mà trong cái thời kỳ Phật giáo mà Đức Phật ngài dạy thêm như là cái đề mục mà quán thân bất tịnh hay là quán tử thi đó, thì những cái đề mục này chỉ có chứng được cái sơ thiền thôi, chứ không có khả năng dẫn đến cái ngũ thiền. Nhưng mà tại sao mà Đức Phật ngài dạy? Bởi vì cái đề mục mà quán thân bất tịnh hay quán tử thi đó, đó nó làm cái nền tảng rất là tốt cho cái thiền siêu thế. Và do vậy đó mà Đức Phật ngài đưa vào các cái đề mục thiền định đó, thì nếu mà một người mà ham chứng các cái loại thần thông đó thì người ta sẽ không tu cái đề mục này, bởi vì một người mà muốn có được thần thông thì người đó phải chứng đến ngũ thiền. Trong khi đó, đó thì những cái đề mục mà Đức Phật ngài dạy thêm đó, là cái đề mục quán thân bất tịnh hay tử thi, đề mục này chỉ chứng được cái sở thiền thôi, chứ không phải không chứng được thông. Yeah. Nhưng mà nói về cái phương diện giải thoát, nói về cái phương diện giúp cho chúng sinh ly dục đó, thì những cái đề mục mà Đức Phật ngài dạy đó thì lại nó có năng lực cao hơn là các cái đề mục kia. Và do vậy đó, đối với một người tu tập chứng được sơ thiền, đó như là sơ thiền đối với thân thể trược, hay là đối với tử thi, thì cái sơ thiền của vị đó nó ít có bị cám dỗ để mất đi cái năng lực thiền định giống như các cái loại thiền, các cái đề mục kia. Đó chính là cái giá trị mà chúng ta phải học, cái học Phật học là như vậy. Cho nên thí dụ giống như là một người tu thiền đó, thì mình cứ lựa cái nào một cái quả cao nhất đó là mình tu thiền. Lựa cái nào mà thiếu như là mình lựa cái nào mà phải chứng nó cao chứ đi nữa đường bỏ là không tu. Bởi vì cái mình ta có cái khuynh hướng này hả, mà
nói pháp học pháp hành thì mình chọn pháp hành chứ mình bỏ pháp học để gì mình nói pháp hành cao hơn pháp học. Còn nếu ai nói, ai đó mà nói vi diệu pháp, nhất là một số người học vi pháp nói vi pháp cao hơn tạng kinh thì cứ lo học vi pháp mà không hiểu học vi pháp để làm cái gì. Thành ra mình có cái khuynh hướng như vậy đó. Còn khi mà chúng ta học vi học Phật pháp mà học kỹ á, thì chúng ta mới thấy từng cái giá trị của các cái pháp môn mà Đức Phật này dạy, tại sao mà Đức Phật này dạy thêm những cái pháp môn tu thiền, trong khi đó những cái pháp môn này về phương diện thiền định á, thì cái pháp môn đó là nó không có thể chứng cao hơn. Trở lại là nếu một người nào mà tu tập về cái thân bất tịnh chứng được sơ thiền, thì vị đó muốn chứng được nhị thiền thì vị đó phải tu đổi cái đề mục khác, chứ còn cái đề mục mà thân bất tịnh thì vị đó không thể tu được. Nhưng mà cái sơ thiền của một vị tu từ cái thân bất tịnh, cái sơ thiền nó quý lắm, nó quý, nó làm cái nền tảng rất là tốt cho cái tuệ học, và tốt, rất là tốt. Và thậm chí trên cái nền tảng đó vị đó có thể chứng luôn cái thánh A-la-hán thánh quả. Bởi vì vậy mà Đức Phật này mới dạy, chứ đâu phải tự nhiên mà Đức Phật này ngày đưa cho bằng ngày dạy. Thì chúng ta học về cái thiền sắc giới này đó, thì trở lại là các vị học viên nhớ là cái thiền sắc giới này có trước cái thời Đức Phật, hay nói cách khác là có cả trong cái thời kỳ không có Phật giáo. Và ở đây là cái lý do mà tại sao mà cái trái đất của chúng ta đó là nó có cái thời gian rồi nó hoại đi, rồi cái trái đất khác nó có lại. Nhưng mà cái thời kỳ nào á, nó cũng có một cái tôn giáo, một cái tôn giáo đó thờ Phạm Thiên. Chúng ta thường gọi là cái tôn giáo Bà La Môn á, là bởi vì các vị Phạm Thiên á, là những vị hiền trí ở trong cái tam giới này. Trong cái thời kỳ mà không có Đức Phật toàn giác, Đức Phật độc giác, thì các vị Phạm Thiên là những vật hiền trí. Và những vị Phạm Thiên là những vị chúng sinh á, là những chúng sinh á, ở trên cái tầng trời sắc giới. Và những khi mà các ngài, các vị đó mà có sanh xuống cái cõi dục giới này đó, thì các vị đó cũng còn có thể tu tập thiền định. Và nhờ các vị này mới dạy cho chúng sinh khác biết tu tập được cái thiền sắc giới và cái thiền vô sắc giới. Do vậy, nếu mà ở trong cái thời kỳ mà không gặp được chư thánh nhân, như là thời kỳ Phật toàn giác ra đời, Phật độc giác ra đời, thì gặp những vị tu đạo sĩ, mà tu đạo sĩ mà Phạm Thiên sanh xuống đó, mới là vị đạo sĩ thứ thiệt. Chứ còn mấy vị đạo sĩ mà coi tướng hội tử vi hội phong thủy là đó là cái thứ của dục giới nè. Cái đạo sĩ nó mà dẫn được cái cho chúng sinh phàm phu mà thoát được khỏi dục, đó là những vị đạo sĩ từ Phạm Thiên sanh xuống. Thì cái về cái tâm sắc giới á, là các vị phải nhớ một cái rất là quan trọng, đó là chúng sinh đó là phải ly dục. Cho nên một người nào mà muốn tu thiền á, là người đó phải có một cái đời sống tinh thần là vị đó ly dục, tức là vị đó phải nhàm chán trong cái cảnh sắc, trong cái cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, phải biết nhàm chán cái hạnh phúc đó thì người đó mới có thể được tập thiền định. Và do đó mà người ta nói rằng cái thời gian mà người ta dọn tâm trong sạch đó, là phải dọn như vậy đó, phải dọn sạch mấy cái đó. Do đó mà cái giới đó, đối với một vị tu thiền đó, vị nó còn phải giữ cái giới bậc cao hơn. Mà Đức Phật này tâm kinh này gọi là cái đời sống, gọi là một cái đời sống ly dục, một cái đời sống viễn ly, đời sống độc cư. Hay tâm kinh diễn đạt rằng là một vị thánh có các căn thanh tịnh. Thì cái đời sống mà cái đời sống ly dục, cái đời sống độc cư, thì đó là cái đời sống mà của một vị đã không bị ngũ dục nó chi phối, là bị các dục nó chi phối. Một lần đó, Đức Phật này nói đến cái hạnh độc cư, và nhân lúc đó ngày hỏi các vị tỳ kheo rằng ở đây có vị nào đang tu tập cái hạnh độc cư hay không, thì có một vị tỳ kheo đó thưa với Đức Phật rằng: Bạch Thế Tôn, con đang sống với hạnh độc cư. Đức Phật nghe hỏi rằng: Vậy với ngươi sống hạnh độc cư như thế nào? Vị này bạch với Đức Phật rằng: Bạch Thế Tôn, con ở một mình, con đi khất thực một mình, con thọ thực một mình, con kinh hành một mình, những sinh hoạt của con sống một mình.
thì Đức Phật này nói rằng là sống như vậy đó thì cũng gọi là cái sống độc cư, nhưng cái độc cư đó nó là phải độc cư theo cái ý nghĩa của các vị thánh nhân, mà độc cư của theo cái ý nghĩa mà các vị thánh nhân nói đến đó, là phải không có cái sự không có tham ái, bởi vì tham ái là kẻ thứ hai. Cho nên khi nào có tham ái nghĩa là mình sống đang sống một người này chung với một người nào đó chứ không còn gọi là độc cư. Và cái tham ái nó phải được diễn đạt như thế nào? Để Đức Phật người dạy rằng là này chư tỳ kheo, khi mà vị tỳ kheo tu tập á, mắt nhìn cảnh sắc á, là vị đó nó không có chấp giữ tướng chung, không có chấp giữ tướng riêng, tức là nhìn cái cảnh sắc đó không qua qua các cái khái niệm của chế định, không chấp đây là người nam, đây là người nữ, đây là người có mắt đẹp, đây là nó có nụ cười hay vân vân, không có chấp giữ tướng chung, không có chấp giữ tướng riêng. Rồi vị đó nó làm sao để cho những khi mắt thấy cảnh đẹp đó, thì vị đó cũng không có khởi lên lòng tham, mà khi mà thấy cảnh xấu đó, thì vị đó không có khởi lên cái sự sân hận. Và vị đó giữ như vậy đối với tai, mũi, lưỡi, thân, rồi ngay cả cái ý. Thì với một vị tỳ kheo mà giữ gìn được bước sáu cái môn này, nó mới gọi là lục căn thanh tịnh hay là sáu môn thanh tịnh. Cho nên cái gọi là vị tỳ kheo mà trong kinh diễn đạt là các căn thanh tịnh, nó là phải hiểu là các căn thanh tịnh như vậy. Và vị hành giả nó để được chứng thiền định đó, là cái giới của vị hành giả, cái giới của một vị hành giả tu tập khi này nó vượt lên trên các cái giới điều. Các giới điều tức là ví dụ giống như là chúng ta giữ ngũ giới hay là bát quan trai giới, thì không nghĩa là mình chỉ không có phạm những cái học giới này là đủ, mà vị này giữ giới làm sao ngoài cái việc thân khẩu ra, thì vị này đi đến cái ngoài, cái thứ ba là cái tâm của vị đó, cái tâm của vị đó được phải được thanh tịnh. Thành ra cái giới mà nói theo một cái nhiều cái phân loại, trong đó có giới gọi là cái giới thu thúc lục căn. Cái giới tu lục thúc lục căn đó là cả cái sáu căn môn, đó là nhãn, nhĩ, thị, thiệt, thân và ý, là vì nó phải sống ly dục. Với cái giới như vậy đó, cái giới này nó mới năng sanh định. Định ở đây tức là cái định sắc, định trong sắc giới và vô sắc giới. Và giới đến mức độ này đó thì cái giới đó nó mới gọi là cái giới năng sanh định, với cái tâm trong sạch như vậy. Bởi thành ra một người á, đừng có nói vì người đó chứng sơ quả, nhị quả, tam quả là siêu thế, là cao siêu lắm. Ngay cả cái sơ thiền thôi đó, mà một người mà sống, một người tu tập đến cái giai đoạn mà cận định, tức là cái khả năng gần chứng đạt thôi, thì cái tâm hồn của vị đó đó đã cao hơn rất rất là nhiều so với chúng sinh thường tình rồi. Và chúng ta trở lại cái tâm dục giới, cái vai trò của cái tâm đại thiện, như chúng tôi bài học hôm trước sở dĩ gọi là cái tâm đại thiện, là do vì cái tâm này nó làm được nhiều việc lắm. Mặc dù nó là cái tâm dục giới, nhưng mà trong cái quá trình mà vị này tu tập cái tâm, mà cái tâm sắc giới này, thì vị này hoàn toàn tu tập bằng cái tâm đại thiện hợp trí. Và nó giống như là một người vì cái mặt đất trơn trượt mà người đó trượt ngã, nhưng cũng phải nhờ cái mặt đất nó mà đứng dậy. Thì cũng vậy đó, là chúng sinh ở trong cái khỏi dục này, mà muốn thoát ra cái khỏi dục này, chỉ còn cái công cụ đó là cái tâm đại thiện. Nhờ cái tâm đại thiện này mới tu tập để chứng được cái thiền sắc giới, thiền vô sắc giới. Cũng nhờ cái tâm đại thiện này mà tu tập để chứng được, để chứng được thiền siêu thế. Thì ở đây nói thêm rằng là nếu một người đã chứng được sắc giới, thì người đó nếu mà muốn tu tập siêu thế thì người đó cũng phải dùng cái tâm đại thiện, chứ không phải là cái tâm thiền sắc giới nữa. Tâm thiền sắc giới khi đó chỉ làm cái nền tảng cho cái tâm định thôi. Rồi đối với một người chứng thiền sắc giới thì người đó muốn tu tập để chứng thiền siêu thế thì người đó cũng phải dùng tới cái tâm đại thiện. Cho nên cái vai trò cái tâm đại thiện nó đa dạng như vậy, cho nên gọi là cái đại thiện. Thì cái mà gọi trở lại là sở dĩ mà gọi là cái thiền á, tức là cái khả năng áp chế cái pháp đối lập, và cái pháp đối lập ở đây tức là cái pháp bất thiện. Và cái pháp bất thiện ở đây chính là năm cái loại phiền não mà làm che mờ, và năm cái phiền não mà làm che mờ cái tâm trí của chúng sinh, thì năm phiền não đó được gọi là năm triền cái.
mặc dù nói là năm nhưng mà nói ra chỉ nói chia chi pháp quá, thì thành ra tới là bảy và dạ, nhưng mà nó là cái năm. Thì khi mà tại vì cái này nó hơi khó cho nên tôi chịu khó tôi dài dòng như vậy. Khi mà vị hành giả đó cần vượt để áp chế được năm cái loại phiền não này, thì trong cái tâm của vị hành giả đó đó phải có những cái sức mạnh của cái thiện tâm rất là lớn mới vượt qua được cái phiền não đó. Và cái sức mạnh của thiện tâm đó đó được kể đó là trong tiếng Bali gọi là cái sa năng giá, hay là cái chi thiền, hay là nói chúng ta nói theo cái chữ Hán là thiền chi, nói theo văn phạm chữ Hán là thiền chi, văn phạm tiếng Việt nên là gọi là cái chi thiền. Bữa nay cũng có lẽ là khỏi cái phần câu hỏi đó chúng ta để trong cái buổi khác bởi vì nó không có thời giờ. Từ cái cha ná này đó chúng ta có cái gọi là cha năng gá. Sư bị che màn hình á, thưa sư. Dạ. Dạ, các vị thấy chưa? Dạ rồi, thưa sư. Dạ, thiền chi. Tại vì chúng ta nói chữ biết bằng chữ Hán cho nên phải đúng cái văn phạm chữ Hán là thiền chi. Còn mà thường thường đó là khi chúng ta cũng gọi là cái chi thiền nữa mà chúng ta sắp nói ra văn phạm chữ Việt, hai cái giống nhau. Thì cái thiền chi này nó gồm có các cái khả năng về tinh thần. Bài giảng này không biết có đủ cái thời gian không? Đó là tầm tứ hỷ lạc định xả. Yeah. Thì năm thì tất cả là sáu cái thiền chi này đó thì mới có đối trị lại với cái gọi là năm truyền cái. Ở đây bài học trong về cái phần thiền sắc giới này chúng ta học, chúng ta chỉ nói sơ qua thôi bởi vì cái tầm tứ hỷ lạc định xả này hay là năm truyền cái thì phần này là chúng ta sẽ học ở trong cái sở hữu tâm. Trong sở hữu tâm thì ở đây là chúng ta có năm truyền cái, tức là có dục cái, dục cái, sân độc cái, cái trả hối cái và hoài nghi cái. Cái dục á tức là cái tâm tham trong cái ngũ dục gọi là dục cái. Tương tự như vậy là cái sự sân hận, nó xem như là một cái pháp để che mờ cái khả năng trí tuệ của chúng sinh. Rồi cái hôn thì cái, đây là hai cái khía cạnh của một tâm, tức là hôn trầm và thị miên, hay nói một cách dễ hiểu hơn tức là hai cái trạng thái tâm này nó làm cho cái tâm trí của chúng sinh nó bị thụ động lui sụp. Còn cái trạo hối này nó cũng là cả hai, nó là hai cái sở hữu, là hai cái loại thiền não và hai cái loại phiền não, tức là cái trạo hối tức là cái sự phóng dật, đó là cái sở hữu phóng dật mà hôm trước chúng ta học ở trong cái si phóng dật, và cái sở hữu hối tức là cái sự bức rứt là do cái tâm bất thiện mà có. Dạ. Còn cái hoài nghi cái chính là cái sở hữu hoài nghi mà hôm trước chúng ta học là cái si hoài nghi. Thì khi mà trong một cái tâm của chúng sinh còn những cái phiền não này thì khi đó chúng sinh mất cái khả năng định tĩnh. Dạ.
một người mà có một cái trong tâm hồn này có những cái phiền não này nó, thì người đó không có cái khả năng định tĩnh, và khi không có cái khả năng định tĩnh á, thì cái trí tuệ nó bị lu mờ. Ngày Hòa Thượng Tịnh Sự ngày có cái ví dụ á, là giống như là cái đèn pin á, trong cái đèn pin mà sở dĩ mà nó có thể đội xa được á, là nhờ cái chóa đèn á, nó gom tụ ánh sáng, nó giúp cho cái ánh sáng hội tụ lại, và nhờ đó ánh sáng có thể đội được xa và sáng. Thì cũng giống như là cái tâm của chúng ta đó, mà nếu mà nó không có được cái định tâm, không được cái sự tập trung á, thì nó mất đi cái sức mạnh. Và chính vì như vậy đó mà định nó mới làm cái nền tảng cho tuệ. Nó giống như đơn giản là khi mà chúng ta đang ngồi học ở đây, nhưng mà mình hôm đó mình bận một cái vì có công việc nhà, cái tâm mình không có tập trung được, đôi khi mình không có nắm kịp bài vở là bởi vì cái tâm nó loạn động. Và rồi sau này ở trong cái phần mà sở hữu tâm á, thì chúng ta học rõ hơn về những cái chi phần này, và đặc biệt ở trong cái phần gọi là cái phần bất thiện, yếu hiệp á, thì khi đó chúng ta sẽ học rõ hơn về cái năm truyền cái này. Nhưng mà ở trong cái bài học mà này á, thì chúng ta biết rằng là đây là cái năm cái loại cái phiền não mà một người muốn tiến xa hơn trên cái đời sống tinh thần, thì vị đó phải có cái năng lực áp chế đối trị năm cái loại phiền não này. Và do vì cái năng lực áp chế được năm cái phiền não này, cho nên cái năng lực đó được gọi là thiền. Thiền tức là cái khả năng đối lập lại, khả năng đối trị lại cái pháp đối lập. Thì những cái chi phần mà chúng tôi nói là chi thiền đó, tầm tứ hỷ lạc định xả đó, là những cái chi phần này, những cái pháp này đối trị lại các cái pháp truyền cái, cho nên những cái pháp này gọi là cái pháp gọi là chi thiền. Thì ở trong cái thiền hiệp thế á, ở trong cái thiền, xin lỗi, cái thiền, trong cái thiền sắc giới, trong cái thiền sắc giới, thì các vị nhìn trên cái biểu đồ vi pháp này á, thì chúng ta thấy được rằng là trong đây là có năm tâm. Trước hết là chúng ta nói là trong cái sắc giới này nó thì nó cũng giống như là cái dục giới, thì chúng ta cũng có cái tâm thiện, tâm quả và duy tác. Tâm thiện, tâm quả và tâm duy tác thì ba cái này nó cũng giống như trường hợp cũng đối với cái tâm dục giới. Thì trước hết là cái tâm thiện thì chúng ta có cái thiện sơ thiền. Cái tâm này, tâm đầu tiên gọi là thiện sơ thiền. Rồi thứ hai là nhị thiền, ba là tam thiền, tứ thiền và ngũ thiền. Trong đó, đó sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền á, thì thuộc về thọ hỷ, còn ngũ thiền á, thì là thọ xả. Còn mà phân theo cái thứ bậc tại sao gọi là nhị thiền, tam thiền, tứ thiền á, đó là cái khả năng thuần thục thiền định của vị đó. Thuần thục như thế nào? Thuần thục á, không biết có vị Phật tử Trần Thị Hoa có hình như có muốn đưa ta, không biết có vấn đề gì. Thuần dạ, thục sư, á, con thấy Phật tử này đã giơ tay từ đầu buổi học rồi ạ. Dạ dạ. Thuần thục ở đây á, tức là khi mà vị hành giả càng lên cái thứ bậc cao hơn á, thì vị hành giả bỏ bớt đi những cái chi thiền thô. Ví dụ giống như là để một vị mà chứng được cái sơ thiền á, là vị đó phải có được cái năm thiền chi, tức là tầm tứ hỷ lạc định. Và vị này muốn chứng được cái tầng thiền cao hơn, tức là nhị thiền á, thì vị này phải bỏ bớt đi một cái chi thiền là tứ hỷ lạc định. Ở đây chúng ta để ý là các cái tầng thiền càng cao á, thì cái chi thiền á, nó lại càng ít đi.
Và việc này chúng ta hiểu như thế nào? Chúng ta hiểu là giống như là một người mà nó giống như là một người bị thương tật về bằng bị về chân đi, thì phải bó, phải băng bột rồi phải chống nạn mới đi được. Và khi mà xương nó tương đối nó đã lành rồi đó, thì đầu tiên là vị này cố gắng tập sao mà bỏ nạn ra. Và bỏ nạn, ban đầu bỏ nạn đó, thì thỉnh thoảng còn bệnh chỗ này bệnh chỗ kia, rồi cho đến khi mà hoàn toàn mà khỏe mạnh lành lặn rồi thì làm sao mà không cần phải có nạn mà cũng không cần phải bệnh vẫn đi được. Thì chúng ta hiểu cái việc đó như thế nào? Thì đối với các cái tầng thì thứ bậc, các cái tầng thiền sắc giới cũng như vậy. Từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, thì càng lên trên đó là vì đó bỏ bớt đi những cái chi thiền thô. Cụ thể là sơ thiền thì bỏ tầm. Xin lỗi, nhị thiền thì bỏ tầm, mà tam thiền thì bỏ thêm tứ, mà tứ thiền thì bỏ thêm hỷ, và ngũ thiền thì bỏ lạc. Vậy thì một người mà chứng được sơ thiền thì người đó có năm chi thiền là tầm, tứ, hỷ, lạc, định. Còn đối với một người chứng được nhị, chứng cao hơn thì người đó, nhị thiền thì vị đó bỏ tầm, chỉ còn tứ, hỷ, lạc, định. Tam thiền thì chỉ còn là hỷ, lạc, định. Tứ thiền chỉ còn lạc, định. Nhưng mà đến ngũ thiền thì không phải chỉ còn định không, mà lúc vị này cũng bỏ là lạc, nhưng mà cái định đó thì nó thay thêm bằng cái xả. Các vị không biết tôi nói như vậy, các vị ghi bài kịp không? Xin thưa năm chi thiền nghe. Dạ, bạch sư xin thưa nhắc lại cho con cái chỗ từ sơ thiền. Dạ, thôi để tôi ghi đi, tôi ghi cho nó rõ hơn. Dạ, bạch sư, xa thu. Dạ, ngày hôm nay chắc là chúng ta không có câu hỏi, chúng ta ghi bài hết nha. Bài câu hỏi rồi, câu hỏi đi buổi sau luôn. Buổi sau ghi. Dạ, tôi ghi. Dạ, bây giờ là sơ thiền. Chúng ta có sơ thiền. Thì gồm có năm là tầm, tứ, hỷ, lạc, định. Ở trong cái phần mà sở hữu á, thì chúng ta mới học kỹ cái tầm, tứ, hỷ, lạc, định, cho nên phần này chúng tôi chỉ không có nói rõ. Thì ở đây nó bỏ bớt nó còn tứ, hỷ, lạc, định, tức là còn bốn. Tam thiền thì còn ba, hỷ, lạc, định. Cho nên dễ nhớ, cái này cứ bỏ dần vậy đó. Tứ thiền thì còn lạc, định. Rồi ngũ thiền thì thế lạc bằng xả, chứ không phải bỏ lạc luôn, chỉ còn có định nha. Bỏ lạc thì đúng, nhưng mà phải thêm xả và cái ngũ thiền. Rồi ở đây nó còn, chúng ta nói thêm, vị Phật tử nào nhớ được thì nhớ thôi. Cái tầng thiền này á, được chia nhiều cách, có khi đó được chia làm 3, có khi được chia làm 4. Và trong vi pháp này thì chúng ta thấy là chia làm 5. Trường hợp nào là chia 4, trường hợp nào chia 3, trường hợp nào chia 5. Thì đây chúng tôi nói thêm thôi, vì Phật tử nào, học viên nào mà có nhớ được thì nhớ. Trong trường hợp là chia 5 á, thì chúng ta chia là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền đã ghi. Trong trường hợp mà chia 4 á, thì nhị, tam là kể chung. Trong trường hợp chia 4 á, là nhị và tam kể chung, nhị cộng tam, nhị và tam kể chung. Còn trong trường hợp mà thiền chia 3, tại vì Đức Phật này nói là chứ tỳ kheo có ba loại định, là định hữu tầm hữu tứ, tức là định có tầm có tứ là định sơ thiền. Định hữu tầm hữu tứ.
Định hữu tầm hữu tứ, tức là sơ thiền số 1. Rồi định là vô tầm, định vô tầm mà hữu tứ là số 2 là nhị thiền. Còn định mà vô tầm vô tứ là 3 4 5 cộng chung. Và ở trong tạng kinh đó, chúng ta gặp rất là nhiều cách nói đến cái chỉ có 4 cái tầng thiền này thôi, tức là cái tầng thiền không có kể cái nhị thiền này mà chỉ kể cái tâm thiền. Tức là như thế nào? Tức là từ cái sơ thiền đó, là vị một người mà chứng được sơ thiền đó, thì người đó tu một thời gian đó, vị này thấy rằng là cái sơ thiền này á, nó còn cận kề với cái ngũ dục. Và hay nói một cách khác á, là cái sơ thiền này đó, nó rất là dễ bị ngũ dục chi phối. Do vậy đó là vị hành giả nó mới thấy ra rằng trong đó nó, nếu mà không có khả năng thuần thục để vượt khỏi, không có khả năng thuần thục mà lúc nào cũng phải cần phải có cái chi thiền tầm và tứ, thì khi đó vị đó cố gắng là làm sao bỏ cả tầm và tứ, không cần tầm và tứ, vị này vẫn có thể nhập định được. Ở đây tôi ví dụ giống như là, cho giống như là trường hợp của một người mà, trường hợp của một người mà học đến chữ vi tính á, đầu tiên đó là chúng ta phải học là các cái ký tự chữ H nằm ở đâu, chữ B nằm ở vị trí nào. Nhưng mà rồi sau đó mình phải tập là làm sao là các cái vị trí đó, đó mà mỗi lần mình đánh ở đâu là mình ngay lúc đó mình biết, chứ mình còn không cần phải có cái thời gian mà mình định cái vị à, nó không cần phải cái thời gian định vị là cái mẫu tự đó nằm ở đâu mà vị đó gần như là quen tay. Rồi vị đó thực tập làm sao á, là làm sao mình không nhìn mà mình vẫn đánh đúng cái chữ đó. Dạ, không nhìn mà đúng cái chữ đó. Dạ, thì cũng giống như là một vị hành giả nó ban đầu á, thì cần phải có hai cái yếu tố tầm và tứ. Tức là tầm á, là khả năng hướng tâm đến cảnh, và tứ á, là cái khả năng á, là rà soát cái cảnh thiền, cái án xứ mình tu tập. Nhưng mà vị này làm sao á, mà có khả năng nhập định mà không cần có cái sự dẫn dắt của tầm và tứ. Trong kinh ví dụ giống như là đến một nơi xa lạ mình không có biết đường đi, và do đó mỗi lần đi mình phải nhờ một người dẫn đường. Nhưng mà sau khi mình đã quen thuộc rồi đó thì mình không cần người dẫn đường đó dẫn đường nữa. Hay hoặc giống như là bây giờ chúng ta vừa lái xe mà chúng ta vừa coi cái bản đồ. Nhưng mà đến một giai đoạn nào đó, đó mình đã thuộc lòng cái con đường đó rồi đó, thì mình không cần nhìn bản đồ, bởi vì nhìn bản đồ mình sẽ đi chậm hơn, là mình không cần thuộc lòng. Thì cũng như vậy, đến một cái khả năng tinh thục của thiền định đó, là vị hành giả đó bỏ bớt đi những cái chi thiền thô. Thì với một người chứng sơ thiền đó, thì để được chứng được cái bậc thiền cao hơn đó, là vị đó phải thấy ra rằng là mình đang còn bị giới hạn ở cái khả năng nào. Nó cũng giống như là mình muốn đánh chữ nhanh á, thì mình phải xác định rằng là cái khả năng mình nào mình giới hạn, là bởi vì mình không có thuộc vị trí của bàn phím, rồi mình cần phải nhìn các cái bàn phím. Do vậy vì đó phải thực tập làm sao là không nhìn nó mà vị đó vẫn nhớ cái vị trí của bàn phím, để như vậy chúng ta mới đánh chữ nhanh hơn. Chứ mỗi lần đánh chữ mà cứ phải nhìn vào kiếm cái chữ nằm ở đâu thì nó chậm. Và cũng như vậy là vị đó cố gắng vượt thoát lên những cái chi thiền thô, tức là tầm và tứ. Nhưng mà cái khả năng nó có khác nhau. Có người đó cùng lúc nó bỏ được cả tầm và tứ, nhưng mà có người đó là cái khả năng họ yếu. Trong kinh gọi là những người độn căn, tức là những người chậm chạp á, thì đôi khi vượt thoát lên nó mà cố gắng bỏ cả hai, nhưng mà thật ra bỏ chỉ được một, chứ không có được bỏ được cả hai.
cũng giống như cùng một lúc mà làm sao cố gắng được nhớ được vị trí bàn phím mà không nhìn, nhưng mà nhớ được thì dễ nhưng không nhìn được nó hơi khó chút. Có người đó thì cùng lúc bỏ được cả hai, có người không bỏ được cả hai. Thì sở dĩ mà ở trong kinh á, mà nói đến đó, thường thường nói bốn á, là nói đến cái quyết tâm tu tập của một vị chứng, của một người tu tập, tức là từ cái sơ thiền á, mà họ quyết tâm họ bỏ được tầm bà tứ. Nhưng mà ở trong vi diệu pháp thì chúng ta học kỹ, phân biệt kỹ rõ hơn á, là có những cái trường hợp á, là vị đó không có bỏ được cả tầm bà tứ mà chỉ được có bỏ có tầm thôi, cho nên mới ra cái tầng thiền thứ hai, tức là chỉ có còn tứ chưa có bỏ được. Và cái chia ra năm này nó cũng để hiểu hơn là cái trường hợp mà Đức Phật ngài dạy rằng có cái loại định đó là vô tầm mà hữu tứ, tức là có tầm mà không có tứ. Thì cái năm chia thì chia theo năm này để chúng ta hiểu được cả cái tầng thiền chia thành bốn và cái tầng thiền chia thành ba. Bởi vì nếu không có giải thích thêm cái năm này á, thì các vị Phật tử mà học theo cái tầng 4, chia theo 4 á, thì chúng ta không thấy cái trường hợp thứ hai. Đó là cái tầng thiền thứ hai, đó là nhị tam kể chung trong cái theo thân theo làm 4, tức là một người từ cái sơ thiền này rồi diệt tầm diệt tứ, chứng được tầng thiền thứ hai. Và tầng thiền thứ hai thì tầng thiền thứ hai của cái phân theo lầm bốt của tạng kinh á, là vị này chỉ còn hỷ lạc định. Hay nói cách khác là trong cái cách phân theo bốn á, thì lại là không có nhị thiền này. Và chính vì không có nhị thiền này, khi mà chúng ta đọc trong cái cách mà phân loại ba nó, thì chúng ta thấy rằng là hữu tầm hữu tứ thì có sơ thiền, rồi vô tầm hữu tứ thì cái nhị thiền, chúng ta thấy là nhị thiền đã vô tầm hữu tứ, vô tầm vô tứ rồi, như vậy là cái thiền vô tầm hữu tứ là ở đâu. Và nếu mà không có học cái năm tầng thiền này, thì khi mà chúng ta chỉ có biết bốn tầng thiền này thôi, thì khi mà đọc tạng kinh đó, thì chúng ta gặp có trường hợp mà tầng thiền mà phân ra làm ba đó, thì chúng ta không biết là cái loại thiền mà vô tầm hữu tứ này là trong trường hợp nào so với tầng thiền phân theo làm bốn. Bởi vì tầng thiền phân ra làm bốn đó, thì không có cái nhị thiền này. Này cũng nói thêm thôi, còn vị nào mà không có, chúng ta thấy rối lắm thì chúng ta bỏ bớt. Bởi vì đôi khi tôi cũng sợ các vị Phật tử rối, nhưng mà do vì có những cái ý liên quan mà nó đối với một số người đó thì nó là quan trọng, cho nên là tôi phải đề cập. Cái bài học ngày hôm nay chắc không kịp, còn 2 phút nữa. Tôi sợ là không kịp, cho nên là cái phần quả đó, cái phần quả thì bây giờ nói trước, nói ngắn rồi bữa sau chúng ta tiếp tục. Là đối với cái phần thứ hai của cái tâm cái phần thứ hai của cái tâm sắc giới là cái phần quả. Cái phần thứ ba là cái phần di tác. Thì cái phần di tác này tôi nói trước là phần di tác này nó cũng giống như là trường hợp cái tâm di tác này thôi. Là bởi vì đối với người phàm phu và thánh hữu học, khi mà tu tâm thiền này thì nó cho quả. Nhưng đối với vị A-la-hán thì do vì các ngài đã đoạn trừ hết tất cả các phiền não, cho nên không có thể có cái quả tái sinh. Do chính vì như vậy đó là đối với vị A-la-hán là, do vậy đối với vị A-la-hán là cái tâm của ngài tu thiền nhưng không có cái quả. Còn đối với trường hợp của cái quả sắc giới này đó, thì nó khác với cái trường hợp của dục giới, là cái quả sắc giới này đó là cái tâm thiện đó, nó cho quả sắc giới đó, theo từng đôi một, tức là sơ
tâm thiện sơ thiền thì nó cho tâm quả sơ thiền, tâm thiện nhị thiền thì cho tâm quả nhị thiền, tương tự tam thiền tứ thiền nó cho từng đôi một như vậy đó, chứ nó không có trường hợp là một tâm cho ra nhiều quả được, mà một tâm nó chỉ cho một cái quả tương ứng thôi. Đây là cái khác biệt của cái tâm quả sắc giới so với cái tâm quả vô sắc giới, so với dục giới. Còn cái vấn đề, còn nhiều cái vấn đề liên quan về cái tâm quả này, cho nên chúng ta phải học cái phần sau thôi, chứ không học không kịp. Giờ thì cũng đang do việc cũng hết giờ đó. Do hết giờ rồi cho nên chúng ta kết thúc cái bài học ở đây, kết thúc nửa chừng thôi chứ không có hết bài được. Thì cũng không còn cái thời gian nữa cho các bạn câu hỏi gì. Cái phần câu hỏi đó thì chúng ta dành cho cái ngày thứ sáu ngày tới. Và cái phần thứ sáu thì chúng ta hãy học cái phần còn lại của cái tâm sắc giới này, bởi vì nó còn nhiều cái vấn đề liên quan. Thì cũng trở lại nó cái gì Phật tử nào mà chúng ta học và chúng ta thấy kể nhiều quá nó rối rắm quá, thì những phần nào mà tôi lưu ý các vị là tôi nói thêm, các vị coi như cái phần đó là một cái mặt đơn, có ghi thêm cũng được, không ghi thêm cũng được, hoặc là không nhớ được thì bỏ qua. Và những cái phần nào mà tôi nói là tôi nói thêm thì các vị có thể bỏ qua cũng được. Và chúng tôi kết thúc bài học ở đây. Con kính tri ân sư buổi học hôm nay ạ. Chúc các vị ăn vui. Con cảm ơn sư ạ. Tôi xin phép các vị. Tri ân sư ạ. Chúc các vị ngủ ngon. Chào.